Kiến trúc sư 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ. Devi Tajai, 24 tuổi, là người mẫu kiêm kiến trúc sư được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ năm nay. Theo Indian Today, chung kết Miss Diva, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2021 diễn ra tại Mumbai vào tối ngày 28 tháng 8, vượt qua nhiều thí sinh khác. Devi Tajai, 24 tuổi đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Cô được đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Hana Sandhu trao vương miện. Người đẹp xúc động trong khoảnh khắc nhận vương miện Hoa hậu. Theo các chuyên trang sắc đẹp, Devi Tajai có phần thể hiện nổi bật trong đêm chung kết. Cô nhận được sự đồng thuận từ các ban giám khảo tại cuộc thi. Với thành tích này, cô sẽ đại diện Ấn Độ dự thi Miss Universe 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Sau đêm chung kết, Devi Tajai chia sẻ, cảm giác thật sung sướng, vỡ òa hạnh phúc. Cuối cùng tôi đã giành được vương miện đáng mơ ước, thật không thể tin nổi. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ sinh năm 1998, là người mẫu kiêm kiến trúc sư tại quê nhà. Cô cao 1,75m, hình thể đẹp, khuôn mặt sắc sảo. Người đẹp được đánh giá cao bởi kỹ năng trình diễn và ứng xử. Cô từng dự thi Femina Miss Indian 2019 và lọt vào top 3 năm 2021. Người đẹp đăng ký tham dự cuộc thi Miss Diva 2021 và giành ngôi vị Á hậu. Ngoài ra, Devi Tajai giành nhiều giải phụ quan trọng tại cuộc thi. Vương miện Hoa hậu năm đó thuộc về Hana Sandhu. Devi Tajai có niềm yêu thích lớn với cầu lông, bóng rổ, hội họa, nghe nhạc và đọc sách. Người hâm mộ yêu sắc đẹp ở Ấn Độ đang kỳ vọng về Devi Tajai sẽ có thành tích tốt tại đấu trường Miss Universe năm nay. Năm 2021, Hana Sandhu làm nức lòng người dân Ấn Độ khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Trong đêm đăng quang, Hana có phát biểu gây ấn tượng từ cô gái trẻ yếu ớt, bị bắt nạt và body shaming vì gầy gò. Tôi đã vươn dậy mạnh mẽ như Phượng Hoàng và nhận ra giá trị của bản thân. Từ người nghi ngờ sự tồn tại của chính mình đến khao khát truyền cảm hứng cho giới trẻ.